Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng là 250.000 đô tục cần BC từ dáng BC liên nào các bạn. Thì để tham gia giám này, các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho anh xào cái Telegram group nữa nè. Rồi, các bạn bấm join AirGroup các bạn. Sorry, bấm bấm join nha bạn, vì kênh Telegram kia mình đã bị ấy rồi các bạn. Sau khi bấm join, bấm I online post các bạn. Ok, rồi các bạn bắt đáp lại. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter và retweet với hashtag này các bạn, và tag 3 người bạn. Bạn nhập vào tờ Twitter nè. Trên tờ Twitter nó các bạn like, các bạn trích dẫn cho tờ tweet nè. Phan các bạn phan. Các bạn tag 3 người bạn đi các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn follow luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi xong đầu tiên các bạn điền địa chỉ username profile Twitter mình nha các bạn. Username Twitter mình đã cộng win về này nó hết chích. Tiếp tục các bạn điền lại username Telegram các bạn đã join sao ai góp các bạn. Cộng anh 1 2 3 4 5. Tiếp tục các bạn gửi lưu một link tweet thì các bạn mở tờ Twitter tất cả các bạn ra nè. Bạn nhập cho bạn anh cùng nhắm vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi bạn dán vào đây nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên Bi sở Mát Chen Bet 20 trên dưới Chocolate MetaMask các bạn. Các bạn copy địa chỉ bên Bi sở Mát Chen Bet 20 của mình các bạn dán vào đây. Các bạn gửi cho bot. Rồi, các bạn kiểm tra một lần nữa thông tin chính xác hết. Sau nếu mà thông tin chính xác hết, các bạn bấm gỡ là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirGroup ăn chia tổng giải thưởng 250.000 đô tục cần BC đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.